Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quách Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường sau cái phiên giao dịch ngày 4 tháng 4. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ số vẫn tiếp tục cái nhịp giảm hoặc cái nhịp điều chỉnh của mình, khi mà đâu đó giảm thêm nó khoảng 3 điểm nữa. Và cái áp lực giảm điểm này một phần nào đó là giờ nó được nâng đỡ bởi các cái cổ phiếu trụ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay rồi. Bởi vì khi mà chúng ta xét về cái mức độ đóng góp vào chỉ số và cổ phiếu theo cái mức độ tăng giá thì chúng ta sẽ thấy là các cổ phiếu trụ nó đóng góp vào rất là nhiều, ví dụ như là Vietcombank nè, ví dụ như là Vinamilk hoặc là BIDV, VBank, Novaland chẳng hạn. Thì các cổ phiếu này đóng góp vào cái việc tăng giá của chỉ số rất là nhiều, nhưng mà chỉ số vẫn quay đầu giảm điểm. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là cái rổ VN30, chỉ số VN30 nó giảm gần như là gấp đôi so với cái chỉ số VN Index. Thì tức là cho chúng ta thấy là cái áp lực bán nó đến từ gì ạ? Áp lực bán đến từ rổ VN30 và đặc biệt là các cái cổ phiếu ngân hàng nó cũng áp lực lên rất là nhiều đối với chỉ số tại cái thời điểm này. Nhưng có một vài yếu tố chúng ta cần phải lưu ý để mà chúng ta có thể đánh giá khách quan được cái xu hướng của thị trường trong giai đoạn sắp tới. Bởi vì theo góc độ cá nhân của Thành á, khi mà chỉ số mà nó vẫn giữ trên được cái mốc 1230 điểm như thế này á, thì xác suất nó vẫn có đà để nó tăng tiếp, cho dù nó có điều chỉnh về 1230 đi chăng nữa thì xác suất nó gì ạ? Nó vẫn có đà để tăng tiếp hoặc là duy trì tiếp cái nhịp tăng ở trong giai đoạn sắp tới, có thể lên 1300 hoặc là 1320 điểm. Đó thì đó là cái vấn đề về mặt chỉ số rồi, và cái kịch bản này Thành đã có nói và đã có chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi. Có một điểm cần lưu ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay á, đó là về cái MA. Khi mà chỉ số chúng ta thấy là đây là MA10 của Thành là màu xanh dương và MA20 của mình là màu đỏ, thì chúng ta thấy là chỉ số nó vẫn giữ được trên MA20 nhưng mà nó đang tiến sát cái MA20 rồi. Thì nếu trong trường hợp mà ngày mai hoặc là về kết tuần này mà nó đóng thủng cái MA20 này đó, thì xác suất cao trong tuần sau thì nó lại có những nhịp giảm, những nhịp điều chỉnh về lại quanh MA50, tức là cũng là quanh mốc 1230 điểm luôn. Thì đây là về mặt chỉ số thôi. Thật ra khi mà chỉ số nó giảm 20-30 điểm mình thấy nhiều, nhưng mà nhìn lại là các cổ phiếu ngân hàng hoặc là các cổ phiếu trụ nó quay đầu nó giảm điểm, nó điều chỉnh, thì thật ra nó cũng 20-30 điểm thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu so với một cái đà chỉnh của các cổ phiếu đấy hết. Và đặc biệt là trước đây các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu trụ nó đã tăng rất là nhiều rồi. Thì ví dụ đi, ví dụ nếu mà giảm 20-30 điểm thì cùng lắm các cổ phiếu đấy nó sẽ rơi đó khoảng 5-6% hoặc là có thể cổ phiếu giảm sàn luôn. Nhưng mà đối với các cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn vừa qua chúng ta sẽ thấy là với một cái đà tăng như vậy thì một phiên sàn hay là một cây sàn hay là hai cây sàn nó cũng là chuyện rất là bình thường thôi, tại vì đoạn trước nó tăng quá nhiều mà. Đúng không ạ? Đặc biệt là chúng ta thấy là đoạn này các cổ phiếu tăng nhiều rồi bắt đầu giảm, bắt đầu điều chỉnh trở lại. Thì đây cũng là những cái lý do mà tại sao Thành lại né các cổ phiếu ngân hàng tại cái thời điểm này. Thì đó là những cái mặt về nó mang mức độ là hơi hướng tiêu cực cho thị trường ở trong giai đoạn tới. Nhưng mà ngược lại, nếu mà thị trường nó vẫn giữ được trên cái mốc MA20 này trong cái phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt là các cái cổ phiếu trụ nó vẫn quay lại nó nâng đỡ chỉ số như là Vinamilk trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó, thì nó vẫn sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu và những cái động thái tích cực hơn ở trong những cái tuần tới. Và dòng tiền nó sẽ lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn. Lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn như thế nào thì cùng Thành đi vào các cái nhóm ngành cụ thể, Thành sẽ chia sẻ cho các anh chị. Thì ở trong cái video ngày hôm qua, Thành đã có chia sẻ cho anh chị một cái rất là thiết thực, đó là về việc là các cái cổ phiếu nó sẽ bật nhanh hoặc là nó sẽ hồi phục mạnh nếu thị trường cân bằng hoặc là thị trường có tín hiệu hồi phục trở lại. Thì đó chính là những cái cổ phiếu, những cái nhóm ngành mà nó đã có dòng tiền vào trước đó, ví dụ như ngân hàng, ví dụ như đầu tư công, ví dụ như bất động sản hoặc là ví dụ như dầu khí. Đó là những cái cổ phiếu mà nó đã thu hút dòng tiền được từ trước, nên là cái xác suất mà trong cái nhịp điều chỉnh của nó thì cái dòng tiền nó vào rất là nhanh. Và điều này chúng ta sẽ thấy rất là rõ qua cái nhóm ngành bất động sản với một vài cổ phiếu. Thành lấy ví dụ như Đất Xanh. Nếu mà Thành lấy ví dụ một vài cổ phiếu như Đất Xanh đi, ví dụ như Đất Xanh là trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà nó về lại vùng giá 19.4, 19.5 là nó phục hồi rất là nhanh. Và chúng ta thấy là cái ở nhịp phiên chiều thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái mức độ biến động cho anh chị dễ hình dung nha. Đó, chúng ta thấy là về phiên chiều nè, bắt đầu từ phiên chiều là nó hồi một mạch lên lại luôn, đâu đó cao nhất có thể lên 20.4 luôn, gần 20.4. thì chúng ta thấy là cái dòng tiền sẵn sàng vào thị trường nó vẫn có bên ngoài thị trường, đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với các cái cổ phiếu mà nó đã tăng và nó đã có dòng tiền trong giai đoạn vừa qua, thì từ đây cho chúng ta thấy một điều rằng là gì ạ? đối với trong cái nhịp điều chỉnh á, thì đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể ưu tiên. Đây là sự lựa chọn ưu tiên cho các anh chị để anh chị mua vào, bởi vì sức bật của nó, mức độ bật lên của nó trong cái giai đoạn tới nó sẽ nhanh hơn so với cái phần còn lại trên toàn thị trường. Đó là một trong những cái mà Thành lưu ý cho các anh chị. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chọn cái vùng giá để mà chúng ta mua vào, để mà chúng ta đầu tư, chứ chúng ta cũng không thể nào là cứ nghĩ là các cổ phiếu này nó bật nhanh thì kiểu gì nó cũng lên theo thị trường rồi chúng ta mua vùng giá nào cũng được. Tại vì ngày hôm nay chúng ta cũng đã nhận thấy một cái vấn đề, tức là cái dòng tiền vẫn đang rất là ngại mua cao. Mua cao có nghĩa là từ cái vùng giá này trở lên thì dòng tiền rất là ngại mua, và lực mua không có, mà từ cái vùng giá này trở lên thì áp lực bán lại vẫn còn rất là nhiều, nên là người ta sẽ tập trung bán nhiều hơn từ cái vùng giá này trở lên. Đó, Thành lấy ví dụ như vậy, nó sẽ có những cái vùng cung cầu như thế. Đó, thì vậy nên là nên là một phần nữa là nó áp lực bởi thị trường, tại vì thị trường ở thời điểm tại vẫn chưa cho thấy cái động thái tích cực. Nếu mà trong tuần ngày mai đi, ngày mai mà nó kết phiên được trên cái vẫn giữ trên được MA20 tích cực á, thì xác suất chỉ số tiếp tục tăng tiếp hoặc là kéo tiếp ở hoặc là các cổ phiếu này tiếp tục phi tiếp trong giai đoạn sắp tới là vẫn sẽ có. Nên là đây cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Còn nếu mà trong trường hợp mà tiêu cực thì sao ạ? Chỉ các cái cổ phiếu này cần phải điều chỉnh thêm, có thể là về sát 19 luôn, đó là điều hoàn toàn bình thường. Và đó là những cái cơ hội để mà anh chị quay trở lại anh chị mua trong cái phiên giao dịch ngày mai hoặc trong giai đoạn sắp tới. Thì cái này nó phụ thuộc vào việc là cái thị trường hoặc là cái dòng tiền nó sẽ nó sẽ cân bằng ở cái vùng nào để mà chúng ta xem xét chúng ta vào lệnh cho giai đoạn sắp tới ha. Thì đối với góc độ cá nhân của Thành thì Thành vẫn sẽ ưu tiên chờ một cái nhịp điều chỉnh để chúng ta vào nó sẽ tốt và nó sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu mà anh chị đã không chờ được thì chúng ta có thể là chia tỷ trọng để chúng ta mua ở trong những cái nhịp rung lắc của cổ phiếu hoặc là của thị trường. Thì đây là một trong những yếu tố mà Thành muốn lưu ý cho các anh chị. Ví dụ đi, trong cái giao dịch ngày hôm nay con DIG cũng tương tự như thế, chúng ta thấy là nó không có giảm bao nhiêu hết. Và nó hồi phục thì nó cũng hồi rất là nhanh luôn, nhưng mà lên vùng này thì nó lại bị chốt lời. Thành ra cái vùng này là cái vùng áp lực bán nó đang áp đảo tại cái vùng này. Áp lực chốt lời ngắn hạn thôi, tại vì nếu mà chốt lời mạnh á thì cái khối lượng nó phải to rồi, đúng không ạ? Đó, thì đây vẫn là những áp lực chốt lời ngắn hạn và khối lượng mua cũng không bao nhiêu hết, tại vì chúng ta nhìn vào thanh khoản là chúng ta thấy mà. Nếu mà đoạn này người mua một cách quyết liệt á, nhà đầu tư họ mua vào một cách quyết liệt á, thì chắc chắn khối lượng nó phải rất là cao để nó hấp thụ lại rồi, và nó không có đóng nến kiểu này. Nên là đây cũng là một trong những cái yếu tố mà anh chị cần phải lưu ý trong những phiên giao dịch sắp tới, và đó cũng là lý do tại sao mình phải chờ mình phải chờ thêm ở trong những giai đoạn tới. Thì về cái điểm mua chi tiết của cổ phiếu á, thì anh chị anh chị xem lại cái video gần nhất của Thành, tức là video ngày hôm qua. Thành đã đề cập điểm mua rất là nhiều, rất là kỹ rồi đối với các cổ phiếu này, nên là bây giờ Thành chỉ mở từng cổ phiếu lên, Thành phân tích lại cho các anh chị thôi. Và đây sẽ là những cái cổ phiếu mà Thành sẽ đánh ở trong giai đoạn sắp tới, trong cái nhịp điều chỉnh hoặc là rung lắc gì đó của thị trường. Thì ngoài ra, ngoài Đất Xanh, ngoài hôm nay Nova thì nó đón nhận cái tin margin thì nó có những cái tín hiệu tốt thôi, chứ còn ở thời điểm tại tổng thể nó vẫn đang là giằng co anh chị nha. Ở bên cạnh đó là Nam Long, Nam Long đoạn này cũng vẫn sẽ giằng co. Đó, chúng ta thấy là cái dòng tiền vẫn chưa muốn mua cao, nên là cái xác suất mà để cổ phiếu vượt trong giai đoạn sắp tới thì có lẽ là phải cần thêm thời gian, cần thêm thời gian trong giai đoạn tới. Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy nữa đó là BDR, đúng không? BDR mặc dù phục hồi rất là nhanh nhưng mà lên vẫn bị áp lực chốt lời. Thì đối với các cổ phiếu hoặc là những cái tình trạng như thế này á, thì nó cần phải có một đoạn thời gian, một khoảng thời gian đâu đó khoảng 2-3 phiên gì đó chẳng hạn như vậy đi. Đó, để nó giằng co quanh vùng này, là xem cái áp lực bán ở ở cái vùng này còn nhiều nữa hay không. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái tâm lý của anh chị cầm hàng á, mà anh chị nó thấy nó đi ngang quanh một cái vùng đỉnh, mà Thành tạm gọi là vùng đỉnh nha. Vùng đỉnh, tại vì đó là tâm lý của mọi người. Tại vì thấy nó tăng cao rồi, thấy nó đi ngang quanh một cái mốc giá cao á, thì chúng ta bắt đầu sợ, đúng không? Bắt đầu lo lắng, và thêm áp lực của thị trường nữa thì sẽ nhanh chóng bán ra. Thì đây là cái cách mà để các đội lái họ cũng rủ bớt các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tức là họ cứ cho cổ phiếu đi ngang thôi. Và xem anh chị còn bán được, còn bán nữa hay không. Nếu không còn bán thì họ sẽ đẩy tiền vào, họ kéo lên tiếp. Còn nếu mà anh chị còn bán nữa, ok, thì họ có thể là chờ thêm cho anh chị bán hết, hoặc là họ rủ một nhịp để anh chị bán hết, rồi lúc đó họ sẽ kéo lên lại ở trong giai đoạn phía sau, đánh tiếp cái sóng mới. Và ở góc độ cá nhân của Thành thì Thành vẫn đánh giá là đối với nhóm ngành bất động sản thì cái dư địa tăng nó vẫn còn, nên là anh chị nào có đánh thì mình cũng sẽ lưu ý thêm. Đó, phần lớn các cổ phiếu còn lại nó cũng sẽ như vậy hết. Con HDC hôm nay cũng hồi rất là tốt, nhưng mà chúng ta cũng thấy nhận ra được một cái vấn đề là sao ạ? Cái vùng này nha, cái vùng này thì áp lực bán nó vẫn có, nên là nó cần phải có thời gian để cân bằng. Còn không thì nó cũng phải có những cái nhịp rũ, những nhịp rũ trở lại để mà nối tiếp cái đà tăng. KDH cũng tương tự như vậy thôi, những cái vùng này thì áp lực bán nó vẫn còn khá là lớn, nên là nó cần phải có thời gian để nó cân bằng. Và bên cạnh đó các cái cổ phiếu như là CEO đi, đoạn rồi cũng vượt khá là tốt nhưng chưa thành công, nhưng trước đó nó đã có dòng tiền vào rồi thì chúng ta cũng cần theo dõi thêm những cái động thái cân bằng của nó ở giai đoạn sau. Đó, hôm nay cũng có dòng tiền vào khá là ổn nè, những cái giai đoạn cân bằng giai đoạn sau nó bứt phá được vượt 24 sẽ rất là tốt ở trong cái giai đoạn sắp tới. Đó thì nhìn chung cổ phiếu bất động sản vẫn là những cái cổ phiếu mà anh chị cần phải chú ý ở trong giai đoạn tới ha. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta thấy đó là về những ngành khu công nghiệp. Khu công nghiệp thì ở đây chúng ta sẽ có là con KBC, đúng không? KBC nếu mà đoạn này mà nó chỉnh về đâu đó tầm 33, 33 nó sẽ là một cái vùng khá là thuận lợi. Nó đang chỉnh thì anh chị cứ để nó chỉnh đây, mình đừng có đoán đó là nó sẽ rơi về đâu, nó giảm tới đâu hay gì hết. Cứ để nó chỉnh tới cái vùng cân bằng, có lực cầu trở lại, có dòng tiền trở lại thì đó là lúc anh chị quay lại mua thôi. Đúng không ạ? Đó là về KBC hoặc là về VGC. Đoạn này nó đang chỉnh, nó test lại cái trendline phía bên dưới. Ở từ đoạn này anh chị nào có đánh thì có thể là lưu ý lại. Đó, khi mà nó test lại như này mà nó bật lên được thì anh chị vẫn xem xét để mà mình đánh cái vòng mới, nó vẫn sẽ rất là ok cho cổ phiếu VGC. Rồi là còn SJC cũng tương tự như vậy. Mình theo dõi lại trong những phiên giao dịch sắp tới thôi. Đoạn này anh chị cũng chẳng có cần phải vội đâu. Tại vì sau một cái phiên giảm mạnh đột ngột thì phần lớn tâm lý người ta sẽ e dè và sẽ phòng thủ hơn. Và đây cũng là cái vùng tương đối cao và chỉ số nó cũng đã neo cái vùng này rất là nhiều rồi. Nên là để mà nó lên tiếp thì nó cũng sẽ cần một vài yếu tố, một vài cái nhịp để mà tích lũy hoặc là nhịp rũ nào đó chẳng hạn như vậy. Đó, chứ nó chưa thể nào mà nó lên ngay được. Nên là việc rằng có ở đoạn giai đoạn này là điều hoàn toàn bình thường ở thời điểm hiện tại cho các cái cổ phiếu. Nhưng mà quan trọng là thị trường nó rằng có như thế nào, nó đi ngang rồi nó lên tiếp, hay là nó phải rũ rồi nó lên tiếp, hoặc là gì nó kéo lên luôn. Đó là tùy vào cái mức độ cái dòng tiền của đội lái ở thời điểm hiện tại, cái mức độ mà nhà đầu tư nắm hàng ở thời điểm hiện tại nữa. Nếu nhà đầu tư nắm hàng nhiều thì vẫn sẽ tiếp tục cho đi ngang hoặc là đánh một phiên để rủ phần lớn rồi xong sau đó giờ mới kéo lên tiếp ở trong giai đoạn về sau. Thì đây là tùy vào các cái cổ phiếu là chúng ta phải bắt buộc là phải đánh giá và phải phân tích được. Thì để đánh giá phân tích được như vậy thì chúng ta vẫn phải xem là cái đà giảm của nó còn không, cái áp lực bán của nó như thế nào. Và chúng ta cũng không cần phải vội là sau một cái phiên giao dịch giảm điểm trước đó là chúng ta nhảy vào chúng ta bắt đáy ngay. Tại vì Thành hiểu cái tâm lý của các anh chị, tức là giai đoạn vừa rồi nếu mà chúng ta đứng ngoài quá lâu thì bây giờ quay trở lại đầu tư. Đúng không? Quay trở lại đầu tư thì thấy những cái cổ phiếu nào đó mà nó giảm, mà nó điều chỉnh, mới vừa giảm vừa điều chỉnh là chúng ta vội vàng chúng ta nhảy vào chúng ta mua ngay. Tức là nó cũng là một cái động thái FOMO, tức là chúng ta sẽ sợ mất cái cơ hội đầu tư đấy. Đó cũng là một trong những cái yếu tố mà chị cần phải lưu ý ở trong cái thời điểm này. Đó, chứ không phải là FOMO là cứ mua trong nhịp tăng là FOMO đâu. Thật ra trong cái quá trình nó vừa giảm một nhịp mà chúng ta nhảy mà chúng ta vội mua thì nó cũng là một hành động FOMO đấy. Đó, nên là chị nào có đầu tư thì mình lưu ý thêm ha. Rồi, đó thì khu công nghiệp thì SJC, IDC cũng tương tự như thế đó, nó quanh cái vùng nền thì chúng ta sẽ theo dõi. Thì anh chị nào có đánh thì ok, chấp nhận rủi ro thì mua trước một phần. Rồi khi nào mà nó bật lên được hoặc nó quay trở lại, có dòng tiền quay lại thì lúc đó chúng ta gia tăng, không vấn đề gì hết. Thì nên Thành đã có nói từ trước rồi ha, mua trong cái vùng này là phải chấp nhận rủi ro. Còn anh chị nào không chấp nhận rủi ro được thì cứ đợi nó cân bằng hoặc đợi nó vượt cái vùng này luôn thì chúng ta quay lại chúng ta chơi tiếp ở trong giai đoạn sắp tới. Tiếp theo đó là cái nhóm ngành đầu tư công. Đầu tư công thì tổng thể ngày hôm nay nó cũng bị chỉnh tương đối nhiều. Ví dụ như con FCN là nó bị chỉnh về cắt margin. Thì thật ra các margin nếu mà cái lý do mà cắt nó không có ảnh hưởng gì tới doanh nghiệp và tổng thể doanh nghiệp, mà doanh nghiệp vẫn phát triển bình thường thì chúng ta vẫn sẽ đánh được. Và chúng ta nhìn lại, anh chị nhìn lại cái đặc tính của cái con này nó chuyên gia đánh như vậy. Tức là nó cứ đi lên từ từ, nó cứ nhấp nhả kéo lên rất là mạnh, đúng không? Rồi sau đó nó rơi. Nó lên rất là tốt nhưng sau đó nó rơi rất mạnh và rất là nhanh và chỉ trong vài phiên thôi. Rồi sau đó nó lại kéo lên tiếp, nó cũng đánh nhấp nhả kiểu như vậy nữa. Thì đó là cái đặc tính của cái cổ phiếu này rồi. Nếu mà chị nào soi về quá khứ thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó và thấy cái vấn đề đó, đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy nè, bây giờ có phải hai cái giai đoạn này nó nếu mà chúng ta không so về phiên nha, không so về số lượng nến chúng ta phải thấy là nó đang khá là giống nhau không? Đó, có thể là gì ạ? Nó lên một nhịp nè, đúng không ạ? Nó lên một nhịp nè, nó điều chỉnh lại nè, nó lên một nhịp nè. Xong nó dằn co một đoạn nè, rồi bắt đầu nó kéo từ từ đi lên, đúng không ạ? Đó, cái từ đi lên xong rồi gì ạ? Nó gãy một nhịp rất nhanh rồi nó lại kéo nhanh lên ở giai đoạn phía sau. Thì có phải ở đây nó cũng sẽ tương tự như vậy không ạ? Là nó lên một nhịp nè, đúng không? Nó gãy một nhịp nè, rồi nó lên tới một nhịp xong nó lại đi ngang, đúng không ạ? Đó, rồi xong bắt đầu nó cong lên, đúng không ạ? Đấy, rồi giờ nó lại chỉnh một nhịp rất nhanh để rồi nó kéo tiếp ở giai đoạn phía sau. Đó, thì đương nhiên không phải cổ phiếu nào cũng sẽ vận động theo y chang ở trong giai đoạn quá khứ. Đó, và chúng ta cũng cần phải chọn thời điểm và chọn cái vùng giá để mua. Nên là đối với các cổ phiếu này, cho dù nó có hạn chế margin hay là nó có gì mà những cái lý do đó nó không ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì nó vẫn rất là ok, mình vẫn có thể là đầu tư được ở thời điểm hiện tại cho các cái cổ phiếu này trong những cái nhịp điều chỉnh. Và đặc biệt là nó về cái vùng nền thì mình có thể là xem xét mình quay trở lại mình đánh tiếp ở trong giai đoạn sắp tới đó, ví dụ như FCN hoặc là ví dụ như HHV, đoạn này vẫn đang trong vùng nền thì vẫn đánh được. Và như Thành nói rồi, đây là cái giai đoạn có thể nói là cái giai đoạn chuyển giao với dòng tiền, tức là chuyển những cái cổ phiếu từ các cổ phiếu ngân hàng chuyển qua các cổ phiếu đầu tư công, các cổ phiếu midcap hoặc là các cái cổ phiếu penny ở trong giai đoạn sắp tới luôn. Nên là trong giai đoạn chuyển giao như vậy thì những ông này ông phải chịu nhiệt một tí, chịu nhiệt tức là chịu áp lực rung lắc của thị trường một chút là chuyện rất là bình thường ở thời điểm hiện tại. Nên là chị nào có đầu tư thì mình cũng sẽ lưu ý. Ở những con như CE thì nó cũng tương tự như thế thôi, nó trong vùng nền thì mình cũng không có gì phải quá lo lắng về các cổ phiếu này hết, nên là chị nào có đánh thì cũng sẽ lưu ý. Nhưng khi chọn điểm mua thì chúng ta cũng phải chọn lựa những cái vùng cân bằng của cổ phiếu để mà chúng ta vào lệnh. Thì điểm mua của các cổ phiếu này Thành đã có nói ở trong video trước đó rồi, nên là chị xem lại giúp Thành ha. Còn về nhóm dầu khí thì khi mà dòng tiền nó đã vào rồi thì chúng ta sẽ xem xét lại các cổ phiếu, ví dụ như PVD đi, khi mà nó test về lại quanh 32 nè, hoặc là về lại đâu đó khoảng quanh 29-30 thì chúng ta có thể là xem xét để mà chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới, bởi vì sóng tăng nó vẫn còn và dư địa tăng nó vẫn có. Hoặc là con PVS giai đoạn rồi tăng rất là mạnh đúng không, nhưng mà ở thời điểm hiện tại cứ kéo lên là bị chốt lời, kéo lên là bị chốt lời. Vậy thì sao cứ chọn trong những nhịp điều chỉnh để mà chúng ta quay lại chúng ta đầu tư trong giai đoạn sắp tới thì nó vẫn sẽ tốt và nó vẫn sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Nên là anh chị nào có thích nhóm ngành dầu khí thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên hai cái cổ phiếu này, thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ khỏe hơn so với phần còn lại trên toàn thị trường. Thì đó là một số cái cổ phiếu, một số nhóm ngành Thành chia sẻ cho các anh chị, vì nó có dòng tiền nên nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, và chắc chắn dòng tiền sẽ luân chuyển sang thêm ở trong cái giai đoạn sắp tới. Nếu anh chị thấy các cổ phiếu phù hợp thì anh chị có thể là chọn lựa để đầu tư cho cái danh mục của mình, hoặc là cơ cấu lại cái danh mục của mình cho nó phù hợp ở trong giai đoạn sắp tới. Rồi thì đây là cái nội dung của video ngày hôm nay. Nếu anh chị thấy nội dung hay, video hay thì có thể đăng ký kênh hoặc là like video ủng hộ Thành nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi đến cuối video. Cuối cùng thì cũng chúc anh chị một cái phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.